Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng kéo dài trong những ngày qua đã khiến số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị do đột quỵ tăng cao. Đáng chú ý, tỷ lệ người trẻ tuổi mắc căn bệnh này đang chiếm tỷ lệ cao, ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, khoa đột quỵ Bệnh viện Đà Nẵng đang chăm sóc điều trị cho 100 bệnh nhân đột quỵ. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận thêm 10 bệnh nhân nhập viện do đột quỵ nặng. Hầu hết những người bị đột quỵ có tiền sử các bệnh như tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường nhưng không được kiểm soát tốt. Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị đột quỵ cần được phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời trong vòng 6 giờ đầu. Nếu người bệnh được đưa đến cơ sở y tế càng sớm, tỷ lệ sống càng cao và hạn chế được những di chứng về sau. Bệnh nhân đưa đến càng sớm thì càng cứu được cái não bệnh nhân nhiều hơn. Cứ mỗi phút trôi qua thì cái não bệnh nhân nếu mà bị đột quỵ mà không được cứu thì sẽ mất đi 1,9 triệu neuron thần kinh. Theo khuyến cáo, tỷ lệ bệnh nhân bị đột quỵ có nguy cơ tái phát chiếm hơn 30%. Do đó, để tránh di chứng, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng, người nhà bệnh nhân cần chú ý những biểu hiện của người bệnh, đồng thời đưa người bệnh tới cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.